cán bộ của giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Lạc Sơn về tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Lạc Sơn năm 2019. Xin được gửi đến quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý khán giả lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng với các tiết mục thứ nhất: hát múa huyền thoại đất mường; tiết mục thứ hai: độc đấu sáo tình ca Tây Bắc; tiết mục thứ ba: tiết mục múa cơn lũ bất chợt biên đạo múa Ngọc Diệp. Sau đây xin kính mời quý vị cùng hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.